Hello, chào anh em nhé. Hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn anh em cái đấu cái phao phao điện cho cái con bơm DC này. Đấy, bơm biến tần thì mình cũng làm rồi, bây giờ làm phao điện cho bơm DC. Thì theo nhu cầu của một anh khách thì anh hỏi là làm sao để đấu cái phao này điều khiển bơm. Thì ở đây mình đang đấu cho trường hợp là báo anh bơm hồ ha, và bơm ở từ hồ đi. Thì phao này có nhiệm vụ là điều khiển này. Khi nào cạn thì dừng bơm và đẩy nước lại thì tiếp tục bơm ha. Thì đây ví dụ như là cái mực nước của mình. Đấy, cái mực nước của mình là cái mặt trắng này đi. Thì ở vị trí phao như này, tức là phao đang nằm như này. Đấy, tức là nước nó đang nằm dưới vị trí cái mực mình muốn. Thì khi nào nước nó dâng lên thì cái phao từ từ nó nổi lên. Đấy, nổi lên trên cái vị trí này, trên cái vị trí so với cái mực trắng này. Thì khi đó nó sẽ điều khiển bơm của mình bơm. Đó. Đóng nắp vào cho em. Đó, cái này điều khiển bơm này. Đó, rồi khi nào bơm, trong khi bơm thì nước cái hồ mình sẽ cạn xuống và cái phao này sẽ hạ dần xuống. Hạ dần xuống. Đấy, dưới tới mực vị trí này thì khi đó nó sẽ biến tần, nó sẽ cái đuôi điều khiển này nó sẽ điều khiển bơm không bơm nữa, và hiển thị đèn trên này là well này, là cạn này, là nó dừng bơm ha. Đó, cái chu trình nếu mà đấy, và cứ tiếp tục nổi lên. Phao đầy, nước đầy, phao nổi lên thì nó lại bơm. Đấy, đây, bơm này. Bơm chạy đây. Và khi phao cạn xuống thì nó dừng. Nó báo well. Đấy, và cái phao này á thì mình là cái phao 3 giây này. Thì nó có một dây màu đen. Một dây màu đen. Thì mình đấu vào chân com của bộ điều khiển ha. Đấy, dây màu xanh thì đấu vào chân well, và dây màu nâu thì đấu vào chân TL. Đây là cái phương thức đấu để điều khiển, mình chỉ cần đấu vào thôi và không cần cài đặt gì hết ha. Thì nếu mà phao khác á, thì anh em mình cũng xác định dễ dàng bằng cách là mình có cái đồng hồ VOM. Thư đưa cái đồng hồ cho. Thì mình kiểm tra thông mạch của ba sợi dây này. Đấy, ở vị trí cạn thì là cái dây màu xanh ấy nó thông với dây màu, nó được thông với dây màu đen, thì mình đo cái đồng hồ nó sẽ thông mạch. Đấy, hoặc là vị trí đầy thì cái dây màu đen nó sẽ thông với dây màu nâu. Đấy, vậy đó, mình sử dụng cái đồng hồ này để mình đo ha. Thì ở đây là cái phao mình ứng dụng trong trường hợp là báo cạn hồ ở máy bơm này. Đấy, phòng trường hợp là bơm nó cạn quá và gây hư hỏng bơm. Bơm này thì nếu mà không đấu phao ấy, thì khi mà bơm hết nước, bơm chạy không tải thì nó cũng sẽ báo lỗi rồi. Báo lỗi trên này là P48 rồi, nó sẽ ngừng bơm rồi. Còn anh em nào muốn chắc ăn hơn, mình đấu thêm cái phao này, mình điều khiển mực nước ấy. Phao này để dùng điều khiển mực nước tại khu vực đặt bơm. Đó. Còn với cái khu vực mà còn để điều khiển nước ở trên bồn chứa bơm lên thì mình sẽ đấu theo một cái kiểu khác ha. Okay. Sau đây mình sẽ hướng dẫn anh em đấu cái kiểu mà để điều khiển mực nước ở bồn chứa. Còn đây là điều khiển mực nước ở hồ bơm này, hồ đặt bơm này. Rồi, trong trường hợp mà anh em muốn lắp cái phao này để mà mình báo đầy báo cạn cho cái bồn chứa hoặc cái bể chứa của mình. Đấy, tránh trường hợp là bơm quá đầy hoặc bơm tràn bể, hoặc là thậm chí là gây vỡ bể vỡ bồn. Đấy, thì mình đấu thêm cái phao này. Đấy, thì nó sẽ báo là ví dụ đây là cái mực nước đầy đi, thì như này phao chìm xuống là đang là chưa đầy, thì tiếp tục bơm này. Khi nào phao nó nổi lên đó, nổi lên thì anh thì đến mực này thì cái con công tắc trong này đóng này thì là đầy thì bơm sẽ dừng. Đấy, đây trong trường hợp bây giờ mình mở nguồn lên này. Hiện tại đang ở đây để mực cạn này thì nó sẽ bơm đó. Và từ từ thì khi bơm thì cái phao này nó nổi lên này, nổi lên đấy, đến một cái ngưỡng này thì nó sẽ bơm dừng, và cái đèn tăng ở trên này nó báo này là tức là đầy này này. Đấy, nó sẽ dừng bơm này. Và khi mà mình sử dụng nước nó tụt xuống thì cái phao này nó trở lại cái vị trí như này. Đấy, tức là cái bể của mình nó cạn rồi, thì nó khi này bơm tiếp tục, nó bơm vào cho đầy lên. Đấy, thì đây là cái ứng dụng của cái phao. Ở đây thì mình cái vị trí đấu thì mình thay đổi một chút so với báo cạn như hồi nãy, là mình đấu cái dây màu xanh vào chân TL, dây màu nâu vào chân TH ha. Đấy, cái dây màu nâu này là cái dây thông mạch khi mà cái phao nó nổi như này này, anh em đo cái dây đen với dây nâu nó thông á,
thì là báo đầy đấy. Thì đối với cái phao mà nó 2 giây chẳng hạn thì nó chỉ có 2 giây thôi. Đấy thì mình bỏ cái dân pH này ra. Đấy. Tức là chỉ khi nào mà cái phao này nó đầy thì là nó cái chân đen với chân nâu nó đóng á thì bơm nó dừng. Nhưng mà này á, thì khi nó cạn á, thì nó không khi khi cái phao nó cạn xuống nó không có bơm ngay lại mà nó phải đợi khoảng 10 phút sau thì cái lỗi báo đầy này nó mới hết và nó cho chạy lại. Đấy, nếu mà chỉ có hai giây hai vị trí ha, bơm phao mà 2 giây á thì nó sẽ chạy lại sau 10 phút. Còn nếu mà 3 giây như này thì khi nào mà phao nó chìm xuống là nó lại cho bơm lại ngay lập tức. Đó, đấy là cái ứng dụng mà sử dụng phao đối với bồn và sử dụng phao ở nơi đặt bơm mình vừa mới giới thiệu với anh em. Rồi, xin chào anh em.